Thái sư Trần Thủ Độ. Khi còn nhỏ, Trần Thủ Độ được bác ruột là Trần Lý đem về nuôi như con ở Hải Ấp, Long Hưng, Thái Bình. Sống cùng các anh chị họ con ông bác, Thủ Độ đem lòng thầm yêu trộm nhớ cô Cá Ngừ, tên gọi trong nhà của cô Trần Thị Dung xinh đẹp. Nhưng chàng còn chưa dám ngỏ lời thì bác Trần Lý đã gả con gái cho Thái tử Lý Sản. Khi đó đang lưu lạc, phải nhờ cậy vào họ Trần. Sau Thái tử lên làm vua, tức Lý Huệ Tông, lập Trần Thị Dung làm hoàng hậu, sự xa cách càng trở nên vời vợi. Nhờ công phò tá nhà vua, dòng họ Trần được tin dùng và ngày càng trở nên có thế lực trong triều. Trần Thủ Độ được phong làm điện tiền chỉ huy sứ, nắm giữ binh quyền. Sau vua Huệ Tông phát bệnh rồi mất, Thái hậu Trần Thị Dung nhiếp chính cho con gái, vẫn hay có việc phải bàn bạc với quan điện tiền chỉ huy sứ. Sự gần gũi khiến cho mối tình khi xưa bùng phát trở lại. Ông lấy Trần Thị Dung làm vợ, vừa để thỏa những tháng ngày khao khát, vừa để tiện bàn định các công việc của hoàng gia. Thực tế, họ đã trở thành một cặp có quyền lực nhất trong triều, nhưng cũng phải gánh vác nhiều việc hệ trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, vợ chồng Thái sư Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung đóng vai trò hết sức quan trọng. Khi ấy, trước sức mạnh áp đảo của quân giặc, triều đình quyết định rút lui, bỏ lại kinh thành Thăng Long. Linh Từ Trần Thị Dung đảm nhiệm việc đưa các hoàng tử, công chúa, cung phi và vợ con các vương công quý tộc đi sơ tán. Bà phải lo chuẩn bị đủ thuyền bè để đưa đoàn người lánh về Thái Ấp bên sông Hoàng. Trước khi rút đi, bà hô hào nhân dân đem thóc gạo sung làm quân lương và thực hiện vườn không nhà trống, không để bất cứ thứ gì lại cho quân giặc. Mặc dù thời gian gấp rút, công việc bộn bề, bà vẫn giải quyết đâu vào đấy. Bấy giờ thế giặc rất mạnh, trong khi các vương hầu chưa kịp về hộ quân, đoàn thuyền của nhà vua đóng ở vùng Thiên Mạc. Nhiều vị thân vương tỏ ý lo sợ, vua Thái Tông cũng rất băn khoăn. Ông muốn tham vấn mọi người về việc giặc giã. Khi hỏi đến Thái sư, Trần Thủ Độ đã khẳng khái trả lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, câu trả lời đanh thép của vị Thái sư lan đi như ngọn sóng chiều. Nó đã nhân lên sức mạnh cộng hưởng của quân dân Đại Việt, dẫn đến thắng lợi lẫy lừng của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, 1258. Là người có công lớn trong việc sáng lập nên triều đại nhà Trần, nắm giữ nhiều trọng trách và quyền uy, ông tỏ ra là vị quan đại thần mưu lược, nghiêm minh. Với tài năng của mình, Thái sư đã góp phần giúp nhà Trần lưu danh với những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc. Ông mất năm 1264. Đền thờ ông tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Vân thuộc trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, còn ghi đôi câu đối: dịch nghĩa như sau: công đức của ông để mãi đến ngày nay, không chỉ bó hẹp trong 200 năm đời nhà Trần. Sau nghìn đời công luận đã định, ông đáng liệt vào bậc thứ nhất dưới trời Nam.